Thưa quý vị, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động từ năm 1990 đến nay được triển khai rộng khắp trên cả nước. Tại thành phố Đà Nẵng, phong trào này cũng tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực tại các cấp hội cơ sở với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Bằng kỹ năng nghiệp vụ cùng niềm đam mê với công việc, họ đã khẳng định phẩm chất người lính của Hồ trong thời đại mới. Với tên gọi thân thương Mr. 1, người cựu chiến binh này được nhiều người biết đến với kinh nghiệm dày dạn trong việc chế tạo máy móc chuyên dụng để sản xuất các loại bánh mì, bún, phở. Bằng niềm đam mê cùng những kỹ năng học được trong lĩnh vực cơ khí, cựu chiến binh Phạm Đắc Một bắt tay thành lập cơ sở sản xuất từ năm 1980. Gần 40 năm dành trọn tâm huyết, niềm đam mê với nghề, các thiết bị máy móc mang thương hiệu Mr. 1 được nhiều đơn vị đánh giá cao. Đến ngày hôm nay là một cái cơ sở sản xuất cũng gần 40 năm hoạt động trong cái ngành nghề là cơ khí, chuyên sản xuất những cái mặt hàng để phục vụ cho những người lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay nói chung là công việc đến bữa nay nó gọi là ổn định. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, cơ sở sản xuất thiết bị cơ khí của ông Phạm Đắc Một còn tạo điều kiện cho các đối tượng là con em cựu chiến binh, cựu quân nhân đến tiếp cận học nghề. Với tinh thần làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, các học viên ở đây luôn quý trọng học hỏi ở một tinh thần trách nhiệm tỉ mẩn trong công việc. Là chú rất là người có tâm, tâm ở đó là chỗ hỏng sự cố, đồ mình sự cố là ngay lập tức, trong vòng ngắn nhất là 1-2 tiếng đồng hồ là chú sẽ có mặt để xử lý cho người khác. Hoặc chú không đi được thì chú sẽ cử cái anh em ra để xử lý cho họ. Người rất có tâm trong nghề. Theo cựu chiến binh Phạm Đắc Một, trong vài năm trở lại đây, sự phát triển của các thiết bị vi mạch điện tử với giá thành cạnh tranh, kỹ thuật tiên tiến, đòi hỏi cơ sở cơ khí của ông cần phải cải tiến công nghệ, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với ông Một, đây thực sự là trở ngại, bởi tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ mới của ông Một cũng dần hạn chế. Trình độ của mình nó có hạn, cho nên là những cái vấp ngã, những cái là khó khăn nó đi đấy, nhưng mà với ý chí của một người lính cũng như là vươn lên để mà làm giàu chính đáng của mình, thì bản thân đã tìm tòi lan lộn và học hỏi rất nhiều cái thương trường để mà tồn tại. Vượt qua khó khăn trở ngại, ông Một cùng những người học trò của mình vẫn miệt mài tìm tòi những cách làm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Chỉ có thể bằng niềm đam mê, yêu nghề, cựu chiến binh Phạm Đắc Một mới duy trì cơ sở suốt gần 40 năm qua. Với những thành quả đạt được, những người cựu chiến binh như ông Phạm Đắc Một đã đóng góp một phần đáng kể vào sự phát triển chung của thành phố.